Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 696 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 695 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa ấp chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên đó là bạn Nguyễn Quốc Bảo, bạn Bảo Quốc và bạn Nam Hoàng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email a gmail com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ hiện tại thì bạn nữ này đang sinh sống tại hàn quốc và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà ngoại của bạn đã kể cho bạn nghe Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi Khi mà bà ngoại vẫn còn rất là trẻ Lúc đó là bà ngoại cũng chưa có lấy chồng luôn Bà ngoại lúc đó tầm khoảng chừng 18-19 tuổi rồi các bạn Thì bà ngoại kể rằng á là từ đó tới giờ bà ngoại rất là thích coi cả lương Mà hồi xưa á, quê ngoại á, là ở Tây Ninh Mà ở dưới quê thì lâu lâu á là đoàn hát mới về một lần mà cứ mỗi lần mà đoàn hát cả lương về thì thế nào bà ngoại với lại nguyên nhóm bạn của ngoại cũng sẽ đi coi các bạn thì hôm đó là có một đoàn hát cả lương về hát thì à, nguyên nhóm bạn của ngoại á, là hẹn 5 giờ chiều sẽ tụ tập kéo nhau đi coi. thì trước khi đi á là bà ngoại cũng đã xin ông bà cố nè, rồi có rủ thêm một người chị ruột của mình là bà ba, rủ á, là đi coi với tượng hương. thì bà ba không chịu đi, bà ba nói rằng đó là thôi, ha, đi coi hát về á là khuya lắm, tao buồn ngủ lắm, mày đi coi mình đi. nhưng mà mày nhớ á, là đi về sớm nha, chứ để ba má hả là la rồi không cho đi nữa thì bà ngoại cũng gật đầu, sau đó là chiều 5 giờ đi ha. Thì khi mà đi á là từ đằng sớm của ngoại mà muốn đi coi hát á là phải đi tầm khoảng hai cây số đi bộ. Mà nguyên nhóm là gồm có 8 người tổng cộng, gồm có năm nữ và ba nam nha các bạn. Thì cái lúc mà đi coi á là tới tầm 9 giờ tối á là gánh hát hát xong thì bắt đầu là kéo nhau về. Mà cái lúc trên đường về á là có một bà ở trong nhóm mới nói rằng á là hôm nay á là nhà tao có nấu chè đậu xanh thôi tụi bay ghé nhà tao ăn đi hả nấu ngon lắm chứ lại nấu nhiều lắm ghé ăn đi nhưng mà trong đó là có hai người không có chịu đi là tại vì là trễ quá rồi sợ về ba má la cho nên hai người đó nói rằng là thôi tụi bay ăn hả gì ăn làm gì làm đi tụi tao về chứ để mất công hả là bị la rồi mới mốt không cho đi nữa thì thành ra là cuối cùng chỉ có bốn người là ghé nhà của bà kia để ăn chè là bà ngoại của bạn nè rồi bà hai, ông năm và ông út là tổng cộng bốn người ha. Thì trong cái lúc ghé ăn chè đó, rồi bắt đầu ăn nói chuyện bà tám với nhau cho tới khi mà nhìn lại đồng hồ thì thấy đã là 11 giờ đêm. Cho nên nguyên nhóm mới hết hồn chết cha, giờ này trễ quá rồi, giờ này mà về á là bị ba má la nữa. Thành ra là lẹ 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 ra để mà đi về. Thì khi mà bốn người kéo về ha, cái lúc đó là 11 giờ đêm thì lúc đó nó cũng hơi lạnh lạnh nhưng mà nó cũng không phải là lạnh lắm các bạn. Thì cái lúc về á là bà Hai á bà mới nói rằng á là ê ê tụi bay sao tự nhiên á tông nghe gì mà lạnh quá, lạnh lạnh gió sao tự nhiên nó lạnh lạnh kỳ quá. Thì lúc đó bà ngoại mới nói rằng á là thôi về bà ơi lẹ lên thì giờ này khuya gió lạnh là phải rồi lẹ lẹ về nhà chứ để ba má la mươi mốt là không có đi nữa không có cho đi nữa thì khi mà về tới ngay chỗ là gần sớm rồi ha. Thì các bạn tưởng tượng nhà của bà ngoại á là nằm trong đây. Nhưng mà phía ngoài đây á là tầm khoảng mấy trăm mét thôi là có một cái con hẻm thì ba người kia là nhà nằm trong cái con hẻm đó còn nhà bà ngoại thì nằm trong đây cho nên nó là khi mà tới cái con hẻm đó thì ba người kia sẽ quẹo còn riêng bà ngoại thì sẽ đi thẳng do là cái đường đó đã quá quen thuộc rồi ngày nào cũng đi hết cho nên bà ngoại cũng không có sợ và cũng không có kêu hai cái ông nam kia dẫn mình về rồi hãy về thì bắt đầu là nguyên nhóm chia tay nhau tại cái ngã ba đó ba người kia thì quẹo vô hẻm còn riêng bà ngoại thì về nhà thì cái lúc mà ngoại về á là ngoại suy nghĩ trong bụng rằng á, là bây giờ về nhà mình sẽ phải đi á, là nhẹ nhẹ khe khẽ thôi. Mình vô nhà nhẹ nhẹ để cho hả là ba má đừng có dậy Ông bà cố mà dậy một cái rồi á Biết bà ngoại về trễ là sẽ không có cho bà ngoại đi coi hát nữa Cho nên bà ngoại tính là như vậy Nhưng khi mà về á là bà ngoại luôn liên tục có một cái cảm giác như là có người rình mình Có người dòm ngó mình cho tới khi mà về tới sân á trong khi mới nãy khúc ngoài kia bà hai bà nói rằng á là ê sao tự nhiên thấy gió lạnh quá nhưng mà cái lúc về tới sân nhà bà ngoại rồi á thì lúc này á rất là lạnh các bạn bà ngoại nói rằng á là lạnh giống như là buốt thịt buốt da mà nó thấu vô tới xương vậy đó nó lạnh thấy ghê lắm rồi lúc đó bà ngoại lại có cảm giác như là ai dòm mình ai địa mình vậy đó cho nên nó là bà ngoại sợ quá sao tự nhiên lạnh dữ vậy trời thành ra là bà ngoại đi lẹ lẹ vô nhà tạo ra tiếng động luôn đáng lẽ là tính là đi khẽ rồi nhưng khi mà vô nhà tại vì sợ quá thành ra tạo ra tiếng động nhưng mà hên là ông bà cố không có dậy các bạn thì cái lúc vô nhà đóng cửa rồi đó thì bà ngoại mới tò mò nó sao kỳ vậy ta sao tự nhiên hả mình về tới sân nhà mà lạnh dữ vậy lạnh gì mà lạnh đâu phải mùa đông gì với lại tây ninh cũng đâu có lạnh lẽo gì các bạn mà lạnh mà nó buốt da bút thịt nó lạnh thấu xương vậy rồi ai nhìn mình trời cho nên đó là qua cái khe cửa bà ngoại mới tò mò mới nhìn ra thử coi là có ai đi theo mình không thì cái lúc mà nhìn ra ngoài khe cửa đó bà ngoại giật mình bởi vì bà ngoại thấy có một người con gái mà cái người này đứng ngay chỗ giữa sân nhà của bà ngoại á mà người này mặc nguyên một cái bộ đồ bà ba màu trắng tóc rất là dài buông dài ha mà đứng ngay giữa sân nhìn vô nhà mà cái người này đứng hỏng cái chân vậy nè Trời ơi cái lúc đó bà ngoại rất là sợ Thành ra là bà ngoại chạy tọt vô trong buồn á Nhảy lên giường nằm kế cái người chị Mà hồi chiều này rủ đi coi hát mỏng đi á Nằm kế cái người đó Bắt đầu ôm cái người đó mà run run cầm cặp quá trời luôn các bạn Thì lúc đó là bà ba mới giật mình Bà ba mới thấy bà ngoại run quá Mới hỏi rằng á Mày làm gì á à? Mày làm gì mà mày rung dữ vậy mày Nhưng mà do là sợ quá Cho nên nó là bà ngoại không có kể lại cho tới sáng ngày hôm sau á, thì bà ngoại mới kể lại cho bà cố nghe Thì cái lúc mà bà cố nghe xong á, bà cố mới la Bà cố mới nói rằng á, là cho mày chừa cái tật á, là mày đi đêm đi hôm Mày đi hả có ngày mày gặp đó bây giờ mày gặp rồi Thì do là hồi xưa ma rất là nhiều các bạn cho nên khi mà thấy vậy á, là thường thôi Thì thành ra là bà cố mới nói vậy Bắt đầu cho tới chiều hôm đó là tầm mới có bốn mấy gần 5 giờ thì tự nhiên ông út cũng qua ông út mà chung cái nhóm hả là ba người quẹo vô hẻm hôm qua đó thì ông út ông qua cái ông mới nói với bà ngoại hả là kêu bà ngoại ra xong khi bà ngoại ra hỏi gì ông gì qua đây thì ông út mới nói rằng hả, là anh qua đây á là để hả là đưa em đi coi hát với anh mà trong khi cái ông út này từ nào tới giờ là bà ngoại không bao giờ kêu anh em mặc dầu là ổng lớn hơn bà ngoại là hai ba tuổi ổng 21 tuổi rồi thì bà ngoại mới thấy rằng đó là trời sao nay cha này á tự nhiên kêu cái gì nghe anh em nghe ngọt xớt nghe thấy ghê vậy cho nên bà ngoại mới nói rằng đó là Gì cha dĩ cha hả tự nhiên hả nay nói chuyện gì kỳ với cha nội tự nhiên anh em gì trời có hát gì trời thì ông út ông mới nói thì hôm qua hả em nói với anh rằng á là qua hả là để đưa em đi coi hát mà cái xong cái hả bà ngoại mới giật mình bà ngoại nói gì á ông ông nói gì với ông nội mà gì anh em gì nghe thấy ghê vậy tôi có bao giờ kêu ông là anh em gì đâu ai nói vậy xong cái ông út mới tức ông út mới nói rằng đó là trời ơi, hôm qua hả cái lúc mà ba đứa hả là quẹo vô trong cái hẻm em đi thẳng em còn nói với lại hả là anh út ơi anh út ngày mai qua rủ em đi coi hát nha anh út em còn nói vậy nữa mà Trời khi mà bà ngoại nghe bà ngoại rợn cho gà Là bà ngoại cứ tưởng rằng á Là cái thằng cha này á Là bịa ra cái chuyện đó Chứ bà ngoại có kêu đâu Bà ngoại về là bà ngoại về thẳng Đâu có nói với gì theo đâu Thì bà ngoại mới chối Bà ngoại mới nói rằng á Tôi đâu có kêu đâu Cái gì mà kêu anh em như thế ghê cái Gì ghê vậy ông nội Thì ông út cũng tức dữ lắm Ông út nói Thì hôm qua hả là hả Em nói hả Hai đứa kia nó cũng nghe chứ bộ Là hai đứa kia là ông ông năm với lại bà hai á các bạn là hả hai đứa kia cũng nghe em tin em hỏi tụi nó coi xong rồi bà ngoại tức lắm đi vô thay đồ mà do là hôm nay đoàn có lương là sẽ hát một cái tuần khác cho nên nó là cũng là muốn đi xem nữa thì thành ra là đi vô thay đồ xong rồi á là đi qua bên nhà của bà hai với ông năm á là để rủ thì cái lúc mà ra rồi ha là bắt đầu bà ngoại mới hỏi hỏi rằng á là ờ, sao mà ông út ông nói gì hả tôi rủ ổng đi coi hát thì hai người này cũng xác nhận nói rằng cái lúc mà ba đứa tao đi vô trong hãng á là còn nghe tiếng của mày lanh lảnh lanh lảnh nói rằng á là anh út ơi anh út ngày mai hả qua nhớ rủ em qua rủ em đưa em đi coi hát nha anh út anh còn hả mày còn nói vậy nữa làm ông út cũng mừng hấm các bạn thì bà ngoại tức lắm trong khi bà ngoại không hề nói bà ngoại cứ nghĩ trong bụng hả là ba cái người này á là hả gạt mình không mà là tại vì á, là nhà của ông út với lại nhà của bà ngoại á, là thân dữ lắm cho nên nó là từ nhỏ ông bà cố của bạn với lại ba mẹ của ông út á, là đã là hứa hôn với nhau sau này tụi nó lớn là sẽ cho kết hôn là ông út ổng để ý bà ngoại cho nên nó là cứ nghĩ rằng ba cái người này á, là chắc là chọc ghẹo mình cãi qua cãi lại cãi qua cãi lại nhưng mà hôm đó thì vẫn đi coi hát tiếp thì cái lúc mà đi á là hôm đó thì lại không có ba cái người kia là ba cái người mà hôm qua về sớm hết hai người với lại một người là nấu chè rủ ăn chè hôm qua đó là hôm đó là ba người kia không có đi chỉ có bốn người là đi thôi cho tới khi mà đi coi hát về là cũng tầm 9 giờ nhưng mà hôm nay hai rủ ăn hết thành ra là về thẳng nhà thì cái lúc đi bốn người đang đi vậy đó mà đi thì cái đoạn đường nó không phải như bây giờ mà nó đông đúc đâu các bạn đi từ sớm mà ra tội cái chỗ gánh hát á là phải hai cây số mà đi bộ mà có một cái đoạn á là giống như mình đi ra ngoài đường lộ á thì cái đoạn đó nó rất là vắng hai bên toàn là cây cối không à thì cái lúc mà đi về ha là tự nhiên á là bốn người có trông thấy một người từ xa thôi tại vì hôm đó là trời có chăng nhưng mà nó không phải là sáng mà mình có thể thấy rõ thì từ xa thấy có một người đang đứng bên vệ đường cho nên á là ông năm á ông mới nói rằng ê tụi bay ai đứng ngay chỗ đó vậy trời xong cái bắt đầu ba người nó mới nhìn thì thấy rõ ràng có người đứng đó nhưng mà càng lúc càng đi lại gần á thì bốn người này phát hiện rằng á là cái người đó là một người con gái nhưng mà máu me không à là từ cái miệng của cái người này á là cắm một cái cây các bạn tưởng tượng nguyên một cái cây mà cắm từ miệng mà nó tắm tọt xuống phần dưới luôn là ra từ cái phần âm đạo luôn các bạn nó nó giống như là nó cắm từ ở cái miệng vậy nè nó tắm trọt xuống trời ơi mặt mày của người này rất là kinh dị đầu tóc thì bù xù máu me không ở dưới là đổ ra nguyên một đống máu thì khi mà bốn người này nhìn thấy rất là sợ các bạn cho nên nó là hè nhau là bỏ chạy sợ quá mấy ngày sau cũng không dám đi coi hát nữa tại vì nhớ cái hình ảnh đó sợ thì bắt đầu cứ nghĩ rằng là về là mang nhát thôi rồi hả là cũng đem cái chuyện hả là thấy cô gái đó ngay chỗ cái đoạn đó đó kể cho những người trong xóm nghe thì những người trong xóm nói rằng là hồi xưa lâu rồi là giặc là nó giết một cái cô gái nó cưỡng hiếp xong thì nó giết cái cô gái đó ngay cái chỗ đó luôn rồi người ta cũng chôn cổ ngay cái chỗ đó cho nên tụi bay chắc là đi về khuya rồi gặp nó đó thì bắt đầu sợ quá đâu có dám đi đâu các bạn thì tầm khoảng một tháng sau là tưởng là chuyện bình thường nhưng mà sau mấy ngày mà cái ngày mà thấy cô đó đó là ông út á là ông bị bệnh ông bệnh mà ban đầu gia đình cứ nghĩ rằng á là ông bị cảm không à cho nên á là cứ cho uống thuốc bình thường nhưng mà cho tới một tháng sau á thì ông út cũng không hết bệnh mà càng lúc á là càng ốm tâm ốm teo uống thuốc hoài không hết các bạn mà càng lúc đó là ấn tâm ấn teo người bắt đầu sơ sát hả da bọc xương thì lúc đó rất là lo cho nên nó là ba mẹ của mốt á là mới qua mẹ của mốt xin lỗi mẹ của mốt á là mới qua nói chuyện với là bà cố của hả là bạn là mẹ của bà ngoại bạn đó thì khi mà qua nói đó, là nói sao tự nhiên đó, là thằng út á hả từ bữa đi coi hát về đó, là nó bệnh tới giờ luôn thì bà cố mới nói rằng á là đâu thử hả dẫn nó đi coi thầy coi chứ làm gì mà uống thuốc hoài không hết thôi để tôi quen với ông thầy tại vì bà cố có quen với một cái ông thầy mà ở bên xóm xóm trên lận thì bà cố mới đi qua bên nhà ông thầy đó đó mời ông thầy đó qua bên nhà của ông út này thì cái lúc mà ông thầy vô ha là ông thầy nói rằng á là ông út bị một cái vong cô gái theo mà vong này á là thuộc dạng quỷ rồi chứ không phải là ma bình thường nữa bắt đầu ông thầy này làm phép nha các bạn khi mà ông làm phép á là ông út đang bệnh đang ngật ngừ vậy đó xong rồi cái lúc ông làm phép là ông út đã ngất xỉu rồi khi làm phép xong cái tự nhiên ông út ngồi bật dậy xong cái ông út chỉ vô mặt bà cố của bạn á là mẹ của bà ngoại bạn đó chỉ vô mặt bà cố nói rằng á là bà ha bà ha bà vừa phải bà thôi à, bà kêu thầy về á là để chị tôi để mà hả không cho hả là con gái bà là lấy anh út của tôi đúng không Nói vậy các bạn chỉ vô mặt bà cố chửi vậy đó Nói rằng là bà kêu thầy về Để mà cho hả là con gái bà lấy ông út của tôi Ý là bà ngoại của bạn lấy ông út á Thì bắt đầu hả là bà cố mới nói rằng là Đâu có Trời sao tự nhiên á là cô theo người ta Cô theo người ta rồi người ta bệnh Người ta mới có 21 tuổi à Mà cô theo hả làm cho người ta bệnh ấm nhách ấm nhơm vậy đâu có được Thì xong rồi ha Ông thầy cũng nói vậy nè Bây giờ á là cô đi đi Chứ nếu mà cô không đi á là tôi dùng biện pháp mạnh đó nha Rồi hả mắc công hả là gian sinh tôi nữa Thì bây giờ á là đi đi rồi tôi nói với lại gia chủ á là cúng cơm cho rồi mẹ của ông út cũng nói thêm vô năng nỉ quá trời luôn xin tha cho con trai của tôi nhưng mà cô này không chịu cô này mới nói rằng á là quay qua nói với mẹ anh út á nói giờ bà cho tôi á lạnh út đi tôi thương ảnh dữ lắm bà cho tôi anh út đi hả chứ tôi không có chịu đi đâu nói hoài không có được năng nỉ cỡ nào cũng không có được các bạn cho nên ông thầy á ổng mới đọc chú thì khi mà ông đọc chú á, là ông út ông lăn lộn quá trời luôn ai cũng xót hết nhưng mà ông thầy cứ phớt tay vậy nè kêu là để nguyên đi thì bắt đầu ông thầy đọc một hồi lăn lộn một hồi á thì bắt đầu ông út mới ngất ra và lúc đó ông thầy mới nói rằng á, là rồi xong rồi đó bây giờ hả là cho một cái lá bùa rồi để ở nhà vậy đó treo ở nhà rồi cúng đi rồi hôm sau nữa đâu thì ông thầy mới về lúc đó là gia đình của ông út mới đưa tiền cho ông thầy nhưng mà ông thầy không có lấy các bạn nói rằng là có duyên giúp đỡ thôi nhưng mà sau cái chuyện đó là tầm khoảng mấy ngày sau á thì bà ngoại của bạn á là ngủ nằm mơ thấy một cái giấc mơ là thấy một cái cô gái nhào vô bóp cổ bà ngoại quá trời luôn nói rằng á là mày hả mày hả mày muốn cướp anh út của tao hả mày muốn cướp anh út của tao hả bà ngoại dùng vậy quá trời Cho tới khi cả nhà kêu dậy Thì bà ngoại mới dậy được Thì bà ngoại mới kể lại Rồi bà ngoại cứ bị bóp cổ hoài luôn Mà mỗi lần bóp cổ ha Là đều nói vậy đó Mày muốn cướp anh út của tao hả Mày muốn cướp anh út của tao hả Xong rồi cái lần cuối cùng Mà bà ngoại nhìn thấy cô gái đó đó Là cái cô gái đó nói rằng đó là Do củ quyền nhà của mày mạnh á Chứ nếu mà củ quyền nhà mày á Mà không mạnh á là tao bẻ cổ mày lâu rồi thì sau khi mà thấy cái giấc mơ đó xong là từ đó về sau là không cái còn mà là bà ngoại không còn thấy cô gái đó nữa còn ông út á là cũng khỏe mạnh dần dần luôn các bạn thì sau này á ông út á với lại hả là bà ngoại kết hôn với nhau bây giờ là ông ngoại của bạn đó các bạn thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay do một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta kể về chuyện của bà ngoại và ông ngoại của bạn hồi xưa thì hồi xưa ma quỷ rất là lộng hành các bạn tới giờ là đỡ lắm rồi đó chứ hồi đó là thấy ngời ngời luôn á thì đây là cái câu chuyện đầu tiên tiếp theo cái câu chuyện thứ hai là của một bạn nữ bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do em trai của bạn sau khi đi lính về đã kể cho bạn nghe thì em trai của bạn á, là đi lính ở an giang thì cái lần đó là đơn vị của em trai á, là đi hành quân các bạn thì cái lúc mà đi hành quân á, là đi ngay cái đoạn biên giới việt nam campuchia ở chi lăng an giang đó thì do là đi hành quân cho nên tối là không có ngủ ở trong hả là doanh trại đâu mà phải đào hầm để mà ngủ mà khi đào hầm á là đào một cái hầm nhỏ nhỏ khoảng chừng mấy mét đó các bạn và trong một cái hầm á là sẽ ngủ hai đứa trong một hầm là sẽ ngủ hai đứa thì trong hả là đơn vị có hai thằng hai thằng này tạm gọi một người tên là an một người tên là bình các bạn ha thì em trai của bạn kể rằng á là tối là hai thằng này ngủ chung với nhau chung một hầm nhưng mà khi đang ngủ á, là tự nhiên thằng An nó cảm giác như là nó rất là khó chịu Nó không có ngủ được Và lúc đó nó mới mở mắt ra thì nó thấy rằng á, là thằng Bình đang ôm nó Cho nên nó là nó mới đẩy tay Bình ra Nó mới kêu rằng á, là mày đừng có ôm tao Mày ôm tao tao khó chịu quá à, tao ngủ không được thì thằng bình nó cũng buông tay ra nha nhưng bắt đầu khi mà thằng an nó ngủ lại sai rồi á thì ông bình này lại tiếp tục á, là tràn tay qua ôm ông an mà ôm dạng cứng ngắc luôn các bạn thì lúc đó ông an không thở được cho nên nó là ông an này mới giật mình và lại tiếp tục đẩy ra nói nhưng mà ông bình không buông ông bình cứ ôm ôm thiệt là cứng càng lúc ôm càng cứng vậy đó thành ra cái ông an này á là mới la quá trời luôn la để cho hả là các anh em đơn vị á, là chạy qua giúp mình chứ bây giờ mình không đẩy được nó ra nó ôm cứ ngắt vậy đó thì khi mà mọi người súng lại mới kéo cái ông bình này ra thì ông bình này bắt đầu trợn trắng con mắt rồi xùi bột mát lên thức rất là ghê các bạn và lúc đó ngất xỉu đi thì khi ngất xỉu mọi người mới súng nhau á là đưa ổng vô trong chạm xá cách đó cũng khoảng hai cây số thì khi mà vô đây á bắt động tỉnh lại ổng tỉnh lại mà ổng la quá trời la ổng quậy quá trời quậy các bạn cho nên nó là bác sĩ người ta phải đè để mà chích an thần thì khi chích an thần á là ổng không quậy nữa ổng nằm ngủ luôn cho tới sáng ngày hôm sau á là khi ổng tỉnh dậy là ổng hoàn toàn ổng không biết gì hết bắt đầu nó nói ủa sao tao ở trong đây vậy sao tao ở trong đây vậy thì mọi người mới kể lại tối hôm qua là mày làm vậy đó bộ mày không nhớ gì hết hả thì lúc đó là ông bình này mới nói rằng đó là không nhớ gì hết chỉ nhớ rằng á là tối hôm qua đang ngủ Cái tự nhiên cảm giác như cái lưng của nó rất là lạnh các bạn thì nó mở mắt ra nó thấy là cái lưng lạnh quá rồi khi mà nó mở mắt ra thì nó không thấy gì hết trước mắt nó chỉ là một cái màu đen thui thôi rồi từ đó là nó không nhớ gì hết thì mọi người nói kể lại thì nó chỉ nói vậy thôi cho tới trưa thì bác sĩ người ta cho về bắt đầu cũng trở về đơn vị để mà đi hành quân tiếp tối hôm đó cũng lại tiếp tục là ngủ trong rừng các bạn thì tối hôm nay á là do ông An cũng sợ rồi Cho nên nó là ổng không có chịu ngủ chung cái hầm đó với lại ông Bình nữa Mà ổng đi qua một cái hầm khác ổng ngủ Và cứ tưởng rằng chuyện nó trôi qua bình thường Nhưng cái lúc mà ông An cũng đang ngủ á Thì lại tiếp tục cảm giác như khó thở, khó chịu nữa Bắt đầu là thấy có người ôm mình rồi Mở mắt ra dòm xuống thấy cái tay đang ôm vậy đó Thì quay lại thì thấy là cái bản mặt của ông Bình cho nên nó lại la mà nó đẩy ra nó đẩy không được các bạn thì lúc đó nó lại tiếp tục nó la để mọi người chạy tới coi thì khi mọi người chạy tới coi bắt đầu kéo ông bình này ra ổng lại ngất xỉu thì mọi người lại đưa ổng vô trong trạm xá lần nữa cho tới sáng ổng tỉnh dậy là ổng hoàn toàn ổng không nhớ gì hết không nhớ rằng tối hôm qua mình đã ôm ông an làm sao hết thì lúc đó là cái ông mà đại trưởng cái, cái đại đội trưởng á bắt đầu mới nghi ngờ tại vì hồi đó tới giờ á, là cứ mỗi lần mà đi hành quân á thì hả là mấy cái người mà chức lớn á là phải cúng trước vô rừng lên núi là đều phải cúng để mà xin hành quân cho nó suôn sẻ nhưng kỳ này cái ông này ổng lại quên cho nên nó là ổng mới nghi ngờ rằng có thể là ổng không cúng thì thành ra người ta mới quở lên mấy cái người lính của ổng thì ổng đi coi thầy và khi ổng đi coi thầy cũng có dẫn theo thằng an với thằng bình này theo nữa thì cái lúc mà đi vô ông thầy á Thì ông thầy nói rằng á là không phải là do bị quở Mà là do á, Cái ông An á các bạn Cái ông mà bị ôm á Ông An này có một cô gái theo ổng Mà theo lâu lắm rồi Theo hả là tôi thấy là lâu lắm rồi Chứ không phải mới đây Cũng không phải là dông linh ở trong rừng phá nữa Mà cái cô này theo lâu lắm rồi Thì bắt đầu ông thầy mới nói chuyện với cô gái đó thì khi mà nói chuyện cô gái này nói rằng theo từ khi mà ông An á là chưa đi lính lật theo rất là lâu rồi thương ông An Nhưng mà hả theo á là chỉ thương mến rồi đi theo thôi chứ không phải là theo để mà hại Thì bắt đầu ông thầy nói rằng đó là thôi bây giờ hả cô theo người ta vậy Rồi mà sao mà cô nhập vô ông Bình Thì bắt đầu cô gái này mới nói rằng đó là do theo từ nào giờ thương lắm rồi á là muốn ôm, muốn ấp nhưng mà ôm ấp không được thì thành ra cái ông bình này nè là ổng hợp với lại cái mạng của cái cô gái này cho nên cô này đã nhập vào ông bình để mà ôm ấp ông an chút đỉnh các bạn bắt đầu cô gái này là ông thầy khuyên rất là nhiều cuối cùng là cổ cũng chịu thay ông thầy để ông thầy dẫn vô trong chùa cho tu thì từ đó về sau là ông an với ông bình là bình thường không có gì nữa các bạn thì đây là cái câu chuyện thứ hai do em của bạn là đã chứng kiến và về kể cho gia đình nghe và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba là của một bạn nam bạn nam này á thì bạn kể rằng chuyện này cũng xảy ra rất là lâu khi mà bạn còn nhỏ thì lúc đó là do gia đình bạn nghèo dữ lắm cho nên nó là mẹ bạn á là phải chèo ghe thi không biết là quê của bạn ở đâu nhưng mà thi nghĩ là cũng miền tây thì mẹ của bạn á là phải chèo ghe để mà đi bán soi bán bắp rồi đó các bạn à, khi mà đi bán soi bán bắp á là chiều mẹ sẽ chuẩn bị nấu xong rồi tới sáng dậy rất là sớm tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ sáng là lo thức để mà chuẩn bị đem xuống ghe xong rồi bắt đầu chèo hả là vòng 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 để mà buôn bán cho mọi người đó thì lúc đó là mẹ của bạn với lại bạn á là hai mẹ con đi bán với nhau thì bình thường á là cách nhà của mẹ bạn tầm khoảng mấy cây số á là có một cái chị chị này tên là H chị này năm đó tầm khoảng 18 tuổi các bạn mà cái chị này hầu như ngày nào cũng vậy là đều mua bắp hoặc là mua soi của mẹ là lúc mà mẹ chèo ngang qua nhà chị này là tầm khoảng chừng 5 giờ 5 giờ rưỡi sáng là chị này sẽ chạy ra để mà mua bắp mua soi hầu như ngày nào cũng vậy hết nhưng mà trước đó mấy ngày cái hôm mà xảy ra chuyện á thì trước đó mấy ngày á là cái cô hát này cổ đi chơi với bạn cổ rồi ăn uống rồi có say sỉnh có nhậu các bạn cho nên say sỉnh và khi về á là cổ đã đi ra ngay chỗ cái cầu bến có nghĩa là nhà của cổ thì tuốt ở trong mà bình thường cổ đi ra mua soi là cổ sẽ chạy từ trong nhà ra mua và ngay cái chỗ mà mua soi á là có một cái cây cầu cái cầu nhỏ các bạn thì cổ đã đi ra cái cây cầu đó đó là cái đêm mà cổ đi nhậu về cổ ra cái cầu đó cổ tắm thì cổ tắm cổ trợt chân cổ té rồi cổ cũng chết đuối luôn do là lúc đó sỉnh có men trong người các bạn thì khi mà chết gia đình phát hiện là đã chết rồi cũng đem lên chung các bình thường nhưng hôm đó hai mẹ con bạn á là cũng cái giờ mà đi ngang qua nhà cổ là tầm khoảng 5 giờ 5 giờ mấy thì cái lúc mà mẹ bạn đang chèo vậy đó cái tự nhiên mẹ mới giật mình bạn á thì ngồi cái đầu xuồng là có nghĩa là bạn ngồi xây cái lưng lại bạn không có thấy cái phía trước còn mẹ bạn thì ngồi cái hướng này là nhìn thấy cái phía dày thì lúc đó mẹ bạn giật mình mà lúc đó mẹ bạn nói rằng á là con ơi con con chèo ngược lại ý là mẹ kêu chèo ngược lại ngược về á không có đi tiếp nữa đó thì bạn không biết chuyện gì cho nên bạn cũng say là bạn dòm có mẹ thấy cái gì mà mẹ lại kêu chèo ngược lại thì bạn quay lại thì bạn thấy là cái chị h đó đang đứng ngay chỗ cái cây cầu bến đó đang đứng ngay chỗ đó các bạn mà đầu tóc của chị ướt nhẹp quần áo ướt nhẹp luôn rõ ràng là chị cái mặt của chị tái xanh xanh lè xanh lét á là y như là cái người mà chết trôi á các bạn chết nước á trời ơi lúc đó bạn rất là sợ hai mẹ con sợ lắm bắt đầu trong khi cái 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 xuồng á nó cứ từ từ nó trôi 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 lại cái chỗ chị nó đứng mà hai mẹ con bắt đầu chèo ngược lại ngược lại không có muốn chèo tới nữa nhưng mà không được các bạn chèo cỡ nào cũng không được chèo cỡ nào thì cái xuồng nó cũng không chịu đi mà nó cứ trôi từ 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 tới cái cầu bến đó bắt đầu khi mà trôi tới cái cầu bến rồi chị hát vẫn đứng đó mẹ bắt đầu gái quá trời luôn nhắm mắt lại hả là em ơi em đừng có nhát chị em đừng có nhát chị hai mẹ con chị nghèo dữ lắm nhà chị nghèo lắm mua hả là bán soi bán bắp vậy đó nên hả là đi bán vậy tội nghiệp lắm em đừng có nhát chị nhát vậy hả là hai mẹ con chị sợ con chị nó nhỏ nó sợ hả rồi nó không dám đi bán gia đình chị khổ em ơi thì khi mà mẹ của bạn gái xong mở mắt ra thì thấy rằng cái chị H này đã mất tiêu rồi mất tiêu rồi, thì mẹ chị hát mới nói em đừng có nhét chị, hả ngày nào chị cũng hả là sẽ đốt ngang cho em hoặc là hả cúng soi cho em vậy đó, đừng nhét chị nghe. thì bắt đầu từ đó về sau là hầu như ngày nào, tại vì con đường đi là phải như vậy, là phải chèo ngang qua nhà chị hát này, thì mỗi lần mà đi ngang qua tới chỗ cái cầu bến này á, là mẹ đều để một gói soi, rồi đốt một cây ngang giống như là cúng cho chị hát đó. Mà bạn nói rằng nha Cứ mỗi ngày như vậy Nhưng mà hồi đó đó Cái lúc mà mẹ bán soi á Là tầm khoảng chừng đi bán Hả là 3 giờ mấy đã đi rồi Thì tới tầm khoảng 9 giờ sáng là mới hết Mới hết soi với lại hết bách Nhưng mà từ khi mà mẹ cúng cho chị hát vậy là hình như là bán nhanh hơn các bạn tầm mới có 6 giờ mấy 7 giờ sáng là đã hết soi hết bắp rồi người ta mua rất là nhiều thì mẹ nói rằng á là chắc con hát á là cổ ăn soi xong á thì cổ phù hộ cho mình thì cho tới khi mà bạn lên lớp lớn á là bạn phải hả là ở nhà để mà lo học hơn không có đi bán soi cùng với mẹ nữa với lại lúc đó là gia cảnh cũng đỡ rồi không có khó khăn nhiều nữa các bạn cho nên đó là mẹ cũng bỏ bán soi luôn bắt đầu khi mà bỏ bán soi chuyển qua cái nghề khác làm á thì tầm khoảng mấy ngày sau tự nhiên hôm đó mẹ đang nằm mẹ đang nằm cái tự nhiên mẹ lại nghe cái giọng kêu kêu rằng á là chị ơi chị chị ơi sao bữa giờ á là chị không đi bán soi mà hả em thèm quá trời em xè thèm soi quá trời luôn sao chị không đi bán soi vậy chị thì lúc đó mẹ nghe cái tiếng đó, mẹ mở mắt ra thì thấy nguyên cái mặt của chị Hát đang trần dần kế bên mình, cái mặt xanh lét, đầu tóc thì ướt sũng các bạn. Trời ơi mẹ giái quá trời luôn mẹ nói hả em ơi em hát ơi. Chị hả bây giờ con chị nó lớn, nó học lên lớp lớn cho nên á là nó không phụ chị được nữa. Rồi hả nhà cũng đỡ khó khăn rồi, chị chuyển nghề khác, chị làm ăn. Cho nên chị không đi bán soi nữa thôi em đừng hả là đi theo chị, đừng có nhát chị nữa, chị sợ lắm. Thì khi mà mẹ nói xong rồi á, Là từ đó về sau Là không còn thấy chị H này nữa các bạn à, Mọi người ở khu nhà chị á, Là có thấy hay không mình không biết Nhưng riêng mẹ chị mẹ, mẹ của bạn là không có thấy nữa Thì đây là cái câu chuyện thứ ba Cũng là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay Thi đã kể xong tập 696 rồi Hẹn gặp lại các bạn Ở tập 697 Thi sẽ tiếp tục kể lại Những câu chuyện ma có thật Do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi Bây giờ là 12 giờ 12 phút rồi các bạn thì hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu các bạn nha Thì thôi bây giờ là xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm Xong rồi ngủ ngon các bạn nha Xin chào